Xin chào, bắt đầu quay trở lại với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu touring có giảm xóc của dòng Ram Ram XR2, được trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG đánh 700C, khung nhôm nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung trước của chiếc xe là bằng nhôm nước sơn nguyên bản, xe mới về sáng hôm nay nên còn chưa vệ sinh nhiều, và các bác nhìn thấy trên hình chiếc xe này còn rất là mới. Những cái chi tiết xích líp nó còn rất là sáng, là mới, hầu như là trên nước sơn của xe là không có một vết xước nhỏ là đáng kể. Trang bị bộ chuyển động Shimano DOG rất là cao cấp của dòng Shimano về địa hình. Phần tay lái thì chiếc xe này cũng được trang bị đôi tay bấm của Shimano DOG, thêm dầu Shimano. Bánh 700C. Đùi đạp trục rỗng của Shimano. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Và chiếc xe này mang ra size là size M, một size trung bình, thì phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Shimano DOG trang bị là 10 tầng líp và 3 tầng đĩa. Tôi trang bị một bộ líp rất là to bản để hỗ trợ cho các bác đạp lên dốc hay là leo núi nó tốt hơn. Khi các bác về cái líp to này thì các bác phải xuống đĩa nhỏ để cái xích này nó không bị trùng, nó không bị căng. Khi lên líp nhỏ rồi thì nó sẽ về líp to để đi đường phố bình thường. Giá bán của chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 13,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.